À, bữa nay cuối năm rồi, nhà mình book cái đặt chỗ ở nhà hàng Gogi á cô chú anh chị. Bây giờ thì nhà mình vô trong này để ăn ăn bữa tối cuối năm. Nhà hàng Gogi ở Việt Nam mình cũng có, Gogi Korean Barbecue. No, they have I believe that they have some chair for us. So some tables still. Oh, thơm quá, thơm quá. Okay, great. Scan with your phone, you will see her menu. Yep. Nhà mình ngồi xuống bàn á thì là họ kêu là sẽ lấy cái phone để mình cà cái mã code á, rồi lựa cái thực đơn, trong thực đơn này mình muốn kêu bao nhiêu ha, thì mình kêu trong cái giới hạn của cái thực đơn này họ đưa cho mình đó, 28 đồng một người ngày cuối tuần đó, thì là mình sẽ kêu, mình ghi trên cái order đó, họ sẽ đem ra cho mình ha, bao nhiêu phần thì mình cứ ghi tới bao nhiêu thôi, hết thì mình sẽ kêu tiếp. Nhà mình ăn thử thì nói chung là họ ướp khá ngon, những rau á, cái rau xà lách á, kêu thoải mái, nó cũng là một trong cái phần ăn trong cái menu luôn, cho nên là mọi người có thể kêu nó no limit, kêu nó thoải mái luôn. Loại thịt không ướp luôn, thịt ướp, còn mấy cái ăn kèm á như kim chi, củ cải rồi rong biển á, các thứ thì mình lấy thoải mái luôn, họ để có cái bàn ở kế bên đó, họ để mình lấy rồi mình kêu thoải mái luôn, mình kêu nhiều lần cũng được, ăn cứ khi no thôi, mà giới hạn trong bao nhiêu đó món, còn mình muốn kêu thêm ở ngoài thực đơn đó, thì mình sẽ phải trả tiền riêng cho từng món, còn 28 đồng á thì là trong cái thực, giới hạn cái thực đơn này thôi, mà mình thấy nó cũng khá nhiều món mà ăn không có hết được, cũng khá nhiều, khá chất lượng luôn. Nhà mình ăn xong rồi, bây giờ thì đi ra quầy tính tiền, thì cô chú anh chị thấy trên tường đó là họ treo rất nhiều những cái chứng nhận an toàn thực phẩm luôn. Rồi, nhớ tiếp nha cô chú anh chị.